Chủ tịch nước Tô Lâm đã ban hành quyết định phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 136 cá nhân. Trong số này có 35 nhà giáo Hà Nội, trưởng, nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Danh sách này cũng có 3 phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm. Trước đó, trong đợt trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cuối tháng 12 năm 2023, đã có 20 thầy cô đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Để đạt được danh hiệu cao quý này, nhà giáo được xét phong tặng phải có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, có nhiều thành tích trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo hiệu quả, được học trò, đồng nghiệp và người dân kính trọng.